Dạ vâng em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em xem một cái máy bán đinh T của hãng Makita. Mã của nó là Makita DBN600. Ở thì máy này nó sản xuất tại máy này sản xuất tại Gia Bang nha anh em. Đấy. Và nó cái bán đinh là bán đinh T. Bán đinh T này. Đấy. Nó dày hơn độ dày của đinh ép, gọi là đinh chỉ đó, dày hơn một chút xíu. Thì nó bắn từ 25 đến 64 mm và máy này nó sản xuất tại Gia Bang. Đây, máy sản xuất tại Gia Bang nha anh em. Vâng. Và bao gồm có một máy, một pin và một sạc. Thì những anh em quan tâm liên hệ mình. Cái này thì chuyên cho những anh em đi công trình thì mình sẽ không cần phải cầm cái bình hơi đi đỡ mình thi công nội thất, thì mình sẽ bắn được ba lớp này và thi công nội thất này. Đây lát nữa gỗ đây em sẽ bắn cho anh em. Và cái thân máy này giá của nó là 7,5 triệu, thân máy thôi nha anh em. Và nếu mà máy pin sạc nó tầm khoảng là 9,7 triệu. Rồi em Tùng sẽ test cho anh em, tại mình cũng báo giá cho anh em xong và mình test cho anh em xong. Thì máy này là máy sản xuất tại Nhật và sử dụng hệ 18V. Chỗ này thì nó sẽ đinh đinh nông và sâu, nông và sâu. Nó kèm với cái đèn led đỡ cho anh em bắn. Có cái tốc độ bắn là nhanh và chậm. Sử dụng pin hệ 18V. Rồi mình pin này, pin là 5A ở giá 1,4 triệu một cục. Anh em muốn mua mấy cục thì cũng có nha. Và sạc đây là sạc 220 900 ngàn. Rồi nó có cái móc đeo. Đầu tiên thì đinh này là đinh phổ thông, đinh phổ thông có nha anh em. Các bạn thì mình sẽ bỏ vào, sẵn hướng dẫn luôn cho anh em. Đấy. Thì mình bỏ vào xong rồi nó nẹp vào thì đinh đây mình sẽ bắn cái chỗ này nó không có đinh ha, nó có đèn sáng này, đèn sáng đấy. Rồi lúng lúng xuống lắc luôn đấy, mình sẽ chỉnh cạn lại thêm lúng quá. Nó có cạn này, cạn nông nông và sâu, chỉnh cạn nha, kéo lên hết lại đây. Rồi làm thử cái rồi vẫn sâu, sâu quá, vẫn sâu quá nha anh em. Đây nó đã cạn lại rồi, nó cạn lại rồi. Đấy. Rồi mình làm mà lại một cái cho anh em xem nè, chỗ này nè. Nó vẫn là sâu lắm. Thì cái này nó vừa cho anh em, nó vừa cho anh em trích bọt lại ha, vừa đủ cho trích bọt thôi, mình không cần phải phải ấy nhiều lắm, nong lại thêm chút nữa ha. Cái này là vừa này anh em, đấy nó vừa, nó rất là đẹp. Rồi thì máy bán đinh này nó cũng tầm khoảng 2 kg 2,5 kg, thì nó cũng nặng đó. Thì mình đỡ mình đi công trình
đi nội thất này, đi bánh gỗ pallet này thì nó ok. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Thì thân máy 7,5 triệu và máy pin sạc nó là 9,7 triệu. Em Tùng cảm ơn.